quý vị, chiều ngày 28 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp giao ban báo chí liên quan đến sự việc ông Phạm Ngọc Sơn, ca sĩ Ngọc Sơn, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gần 50 hectare gây ồn ào dư luận. Trước đó cũng tại buổi giao ban báo chí, tỉnh Bình Thuận đã cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông là ca sĩ Ngọc Sơn mua 50 hectare đất nông nghiệp làm trang trại và xây dựng công trình phụ trái phép. Tại buổi họp báo lần này, đại diện ca sĩ Ngọc Sơn cũng đã liên hệ với địa phương để xác minh và có đính chính về thông tin trên. Cụ thể, đại diện cho biết ca sĩ Ngọc Sơn cùng nhiều người khác có mua đất nông nghiệp giáp ranh ba huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và thành phố Phan Thiết. Theo đó, phần lớn diện tích đất do những người cùng mua với ca sĩ Ngọc Sơn đứng tên. Họ có làm một đoạn đường bê tông và xây dựng một hồ chứa nước để trồng trọt. Tuy nhiên, sau khi ca sĩ này đăng tải những hình ảnh mình thu hoạch hoa màu trên các thửa đất trên, cư dân mạng và báo chí đã đặt vấn đề liệu có phải ca sĩ Ngọc Sơn xây dựng trái phép. Liên quan đến vấn đề trên, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các đơn vị kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, không có mặt ca sĩ Ngọc Sơn và người đại diện được ủy quyền. Theo xác minh của đoàn kiểm tra, đất của ca sĩ Ngọc Sơn ở khu vực này có 4 hectare, nguồn gốc sang nhượng và đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, thông tin này đã được cung cấp cho báo chí. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, ca sĩ Ngọc Sơn hoàn toàn không đứng tên thửa đất nào mà do các hộ gia đình, cá nhân khác đứng tên. Liên quan những thông tin trái chiều trên, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã trả lời ca sĩ Ngọc Sơn bằng văn bản, đồng thời cho biết đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc với công chức chuyên môn trong việc kiểm tra, tham mưu thông tin có nội dung không chính xác. Về thông tin các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Bắc nhiều lần mời ca sĩ Ngọc Sơn làm việc nhưng ông không có mặt cũng không chính xác. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc mong ca sĩ Ngọc Sơn thông cảm, chia sẻ và có buổi làm việc riêng để đính chính thông tin. Tại buổi giao ban báo chí, đại diện gia đình ca sĩ Ngọc Sơn cũng thừa nhận có xây dựng một hồ nước sai phép và sẽ cố gắng làm đúng quy định về luật đất đai.